Phạm Quy Hiền. Từ thủ thành của Sheffield, tưởng chừng như đây là một tình huống rất đơn giản thôi, nhưng anh đã quá chần chừ và thực hiện một pha phát bóng lên không ổn một chút nào. Bóng đập đúng vào vị trí của Darwin Núñez. Tất cả những người đồng đội của Gerbic cũng thì vẫn phải chờ những đồng đội của mình lên. Quả tạt bóng, đánh đâu, vẫn còn. Tuy nhiên thì các cầu thủ của ông lại không thể tạo ra được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Một đường chuyền quá chuẩn xác của McCarthy. Bradley bị theo kèm tiền đạo đối phương và chính anh lại là người vô tình đưa trái bóng qua hai chân của Gallagher. Có lẽ đây sẽ là bàn thắng. Curtis Jones, Robertson, lần này lại dứt điểm. Điểm cháy lưới. Với bàn thắng này, Liverpool sẽ leo lên vị trí đầu bảng. Một cú sút đưa trái bóng găm thẳng vào góc cao của khung thành. Và rất khó cho những thủ môn. Cho chiến thắng này của Liverpool trong ngày sinh nhật. Đánh đâu! Điều chuyển quá chuẩn xác của Andy Robertson, không hề có lỗi việt vị. Đó là sự khác biệt của một cầu thủ chạy cánh, thuận chân trái, chơi đúng cánh của mình. Enzo, đường chuyền hay. Malo Gusto, cơ hội dành cho đội chủ nhà. Conor Gallagher, 1-0 cho Chelsea, đã khiến cho họ trở nên bị lỡ đà. Và đó là một cơ hội không thể tốt hơn cho các cầu thủ Chelsea. Hãy nhìn lại cú vẩy má ngoài đặc trưng của Nam Mỹ đến từ Enzo Fernandez. Đây là một pha lập công, một bàn thua giống gần giống như những gì mà Manchester United đã phải nhận ở trận gặp Brentford. Cũng là một đường chuyền xa từ đáy biên. Và lại một lần nữa, Quỷ Đỏ để thua trong một tình huống dứt điểm bóng hai. Khu vực rìa vòng cấm địa của Manchester United luôn là khu vực mà đội bóng. Cầu Palmer! 2-0 cho Chelsea. Anthony chống tay ở phía sau, còn Cole Palmer lao về phía trước để dứt điểm. Và đương nhiên rồi, niềm vui dành cho người mặc áo xanh, cầu thủ người Ukraine. Và đây là sai lầm. Garnacho, Garnacho! Sai lầm đã bị trừng phạt rồi, Caicedo ơi! Moses Caicedo, một tình huống không có gì cả nhưng anh lại chuyền hỏng. Garnacho bằng tốc độ của mình đã vượt qua được sự tỉ đè của Badiashile và trừng phạt sai lầm của Moses Caicedo. Sai lầm thực sự ngớ ngẩn của Caicedo. 1-2. Đây là thời điểm mà Manchester United đang rất cần bàn thắng này để có thể đảm bảo cho một tinh thần thi đấu quật khởi hơn ở trong quãng thời gian còn lại. Pha mở biên cho Garnacho. Dalot đưa bóng vào.
đánh đá. Hãy cùng nhìn lại đợt phản công này, một đợt phát động tấn công rất nhanh của Andre Onana khi mà phòng ngự của Chelsea chỉ còn lại 3 người. Và đây chính là quả tạt ấy của Dalot để đưa được trái bóng tới với vị trí của Bruno. Mọi thứ là quá khó cho hệ thống phòng ngự của Chelsea khi mà hệ thống ấy đã bị rời rạc ra rồi. Khi mà Cucurella đã lùi về phòng ngự sau một tình huống bóng cố định, anh chạy hẳn về cánh phải thì không ai bọc lót cho. Anthony đang cho thấy quyết tâm rất lớn của mình. Rashford là người lĩnh sướng hàng công của Man United. Garnacho! Đó là cú chipella tuyệt vời của Anthony. Và Garnacho có cú đúp trong ngày hôm nay. Châu ấy đã đảo ngược. Hãy nhìn lại bàn thắng này. Xuất phát từ bước một không tốt của Badiashio, Anthony bằng quyết tâm của mình và một cú vẩy má không thể thuận lợi hơn cho Garnacho. Rất hay. Thật hiếm hoi khi chúng ta được thấy một đường chuyền chuẩn mực như vậy đến từ Anthony. Khi mà thủ thành Petrovic đã dâng lên rồi thì đối đá về góc trái của Andre Onana và đó là góc sệt. Cầu Palmer. Và... ba đều cho Chelsea. Thật rồi, Chelsea đã có được bàn gỡ với tỷ số 3 đều. Và đó là một cú đá y hệt như pha dứt điểm đầu tiên của cầu Palmer, y hệt như bàn thắng đầu tiên mà anh đã đánh bại Andre Onana trên 9.11m ấy. Là một cơ hội cực kỳ ngon ăn mà Chelsea tạo ra ở trong những giây phút cuối trận. Cầu Palmer. Công trường Stamford Bridge và người ta gọi tên Cole Palmer cũng đã từng vượt qua Ajax Amsterdam. Và hãy nhìn lại cú đá này của Cole Palmer. Cole Palmer đã chậm rãi lỉnh ra phía đằng sau để đón nhận đường phạt góc của người đồng đội. Scott McTominay đã cố gắng để ngăn cản trái bóng ấy nhưng bất ngờ thay, nó lại đổi hướng để khiến cho Manchester United phải nhận trái đắng. Một trái đắng cuối cùng của trận đấu này.